tiên thì các bạn sử dụng một sợi tóc, quấn sợi tóc của mình Nhẫn cưới của mình. và nhẫn cưới của mình sau qua hai cái đó rồi. Bây giờ tất cả các bạn để trên lòng bàn tay rồi, lấy ra lấy vô chín cái đó giống như trong hình, chín cái. Sau chín cái nếu như mà chiếc nhẫn quay vòng tròn là tất cả các bạn sẽ sanh bé gái, còn nếu như mà chiếc nhẫn quay thẳng lên trên thì tất cả các bạn sẽ sanh bé trai. Rồi bây giờ thực hành là nêm 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Má để con trai đầu. Sao lại con trai đầu? Đúng rồi, con trai đầu đang đẩy lên đẩy xuống nè. Để lên đẩy xuống nha, còn vòng tròn mới là con gái nha. Có nghĩa là đẩy lên đẩy xuống như thế này thì các bạn Rồi, sẽ bé là con trai. trai. Ê, các bạn chú ý nha, bàn tay ở trên không quay nhưng chiếc nhẫn ở dưới càng ngày đẩy càng mạnh Trời nha. ơi, này mạnh hết Nha. rồi. Càng ngày đẩy càng mạnh nha. Còn ở trên cái bàn tay không hề di chuyển và sợi tóc cũng không hề di chuyển nha. Mẹ Là ơi bắt ghê đầu từ quá. người gọi là vòng tròn đứa sau đứa con gái nè, đang đẩy nè, vòng tròn rồi nè. Em cho vòng tròn. Vòng tròn. Có nghĩa là bạn này đứa đầu sẽ là con trai, còn đứa sau là con gái. Các bạn nhìn kỹ nha, các bạn nhìn kỹ nha, bàn tay ở trên không hề di chuyển và sợi tóc ở dưới quay rất mạnh nha. Ở nó quay gì Cái đây trời. là sự thật 100% nha, không có ảo thuật, không có gì hết. Bạn này ngồi làm, bạn đã muốn thử là các bạn nhìn nha. Chiếc nhẫn quay càng ngày càng nhanh nha, bàn tay ở trên không hề di chuyển. Đây là chiếc nhẫn và sợi tóc của bạn ấy tự luồn qua và làm. Các bạn nhìn cho kỹ nha. Đây là chiếc nhẫn quay hoàn toàn 100%. Tất cả các bạn chú ý ở phần bàn tay trên không hề di chuyển. Nó quay từ nãy giờ hai ra vòng luôn đó trời. Ê, sao tao nghe ngân mốt đẻ ba bốn đứa mày.